Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn các bộ trưởng. Vẫn diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông ảnh hưởng đến các tuyến đê kè. Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội dự buổi chất vấn. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình dự hội nghị. Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đi thẳng và đưa ra những giải pháp để giải quyết ba nhóm vấn đề: đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, đặc biệt là những hồ sơ còn tồn đọng vướng mắc; thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; vấn đề chuyển đổi quản lý các trung tâm cai nghiện. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời các câu hỏi liên quan đến việc xử lý SIM rác, công tác quản lý an toàn thông tin mạng. Trong đó có câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Tuân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình về giải pháp khắc phục tình trạng trang thông tin điện tử, mạng xã hội đăng tải thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận, gây thiệt hại về kinh tế, gây tổn hại danh dự nhân phẩm của cá nhân tổ chức. Giải pháp xử lý các website có máy chủ ở nước ngoài có thông tin xấu không đúng sự thật. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng trả lời về việc kiểm duyệt chương trình, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đánh giá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khá hài lòng với phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày hôm nay bởi hai bộ trưởng đã không né tránh, trả lời thẳng và đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề bức xúc được các đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm. Vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Thái Bình năm học 2016-2017 đã diễn ra vào chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông tỉnh Thái Bình, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo cuộc thi. Cuộc thi năm nay có hơn 280 đội tuyển đại diện cho các liên đội trung học cơ sở toàn tỉnh tham gia. 52 cụm trường đã lựa chọn 28 đội tuyển xuất sắc tham dự cuộc thi chung kết cấp huyện thành phố để chọn lựa 8 đội tuyển xuất sắc nhất tham dự cuộc thi vòng loại cấp tỉnh. 3 đội tuyển xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh gồm Trường Trung học cơ sở Vũ Tây, Trường Trung học cơ sở Thụy Liên và Trung học cơ sở Kỳ Bá. Nội dung kiến thức cuộc thi tập trung vào các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản liên quan. Kỹ năng xử lý tình huống giao thông, điều khiển phương tiện giao thông, cách giải quyết khi gặp tai nạn giao thông, thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành luật và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông thông qua các phần thi khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Mục đích nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông của học sinh, thanh thiếu nhi. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trao giải nhất cuộc thi vòng chung kết cấp tỉnh cho đội tuyển Trường Trung học cơ sở Kỳ Bá, trao giải nhì cho đội tuyển Trường Trung học cơ sở Thụy Liên và trao giải ba cho đội tuyển Trường Trung học cơ sở Vũ Tây. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn về tình hình thực hiện tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lớn tại tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tới sự có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tích tụ ruộng đất nông nghiệp là chủ trương lớn được đặt ra trong nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tiến đến nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Đến hết năm 2016, tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình là trên 3.200 ha. Với hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản thuận lợi cho phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tỉnh Thái Bình đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế thuận lợi tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lớn, tỉnh Thái Bình cũng gặp phải nhiều khó khăn, kiến nghị với đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo thực hiện sửa đổi luật đất đai và các văn bản liên quan để hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ thực tế khảo sát và nghe Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo, đây sẽ là nguồn tư liệu quý để đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu tư vấn các vấn đề lý luận chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện tích tụ ruộng đất ở các địa phương để làm sao hiệu quả sử dụng ruộng đất cao. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình, 20 tháng 4 năm 1947, 20 tháng 4 năm 2017, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm cùng nhau ôn lại những cống hiến hy sinh vẻ vang của các lực lượng vũ trang tỉnh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huyện Hưng Hà đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Thanh Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tới dự. Qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, huyện Hưng Hà đã tiễn đưa hàng vạn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 5.850 đồng chí đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, 2.119 đồng chí là thương binh, 1.365 đồng chí là bệnh binh, 590 bà mẹ được phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ, nhân dân huyện Hưng Hà và 8 xã đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện Tiền Hải. Ngày 30 tháng 4 năm 1947, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải được thành lập tại đình làng Ngoại Đê, xã Công Trứ, nay thuộc xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tham gia nhiều trận đánh lớn với những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã tiễn đưa hơn 72.000 người con lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Kết thúc chiến tranh, toàn huyện có trên 6.300 liệt sĩ, trên 4.000 thương bệnh binh và gần 700 mẹ Việt Nam anh hùng. Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang Thái Bình, lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những mốc son lịch sử và chiến công của lực lượng vũ trang tỉnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đất nước bước vào đổi mới. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Đông Hưng đã có trên 8.000 liệt sĩ, gần 5.000 thương bệnh binh các hạng, trên 3.000 người bị nhiễm chất độc hóa học. Với truyền thống đoàn kết, trung dũng, quyết thắng, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, quyết tâm xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Sáng nay, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện cơ ID. Đến nay, công ty Điện cơ ID đã cơ bản hoàn thành xây dựng nhà máy mới, sản xuất các sản phẩm điện gia dụng và nhôm gia dụng cao cấp trên diện tích gần 4 hectare tại khu công nghiệp Gia Lễ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 80 tỷ đồng, dây chuyền công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường. Công suất thiết kế 360.000 sản phẩm mỗi tháng, tạo việc làm ổn định cho 100 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một người một tháng.
đồng chí Đỗ Đình An, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Bình và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của công ty ID và yêu cầu các ban ngành liên quan của thành phố tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, triển khai các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động, tăng cường năng lực phát triển công nghiệp của thành phố. Xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy huy động lực lượng cưỡng chế tháo dỡ mái che, mái vẩy, nhà xây vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ đoạn quốc lộ 37. Quốc lộ 37 qua xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy có chiều dài trên 2 km, 27 hộ vi phạm lấn chiếm vỉa hè lề đường. Thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau thời gian tuyên truyền vận động mới có 12 hộ tự nguyện tháo dỡ, các hộ còn lại mặc dù đã ký cam kết nhưng chưa giải tỏa đúng thời gian quy định. Xã Thụy Quỳnh đã huy động cán bộ xã và thôn cùng các phương tiện cưỡng chế tháo dỡ tường vây, hàng rào sắt, mái tôn và nhà xây lấn chiếm lòng lề đường, nhổ bỏ một số cây lớn và ủi xúc các chướng ngại vật cản trở giao thông. Làm đến đâu, thu dọn sạch gọn dứt điểm ngay đến đó. Đây là đợt thứ tư kể từ đầu năm đến nay, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy tổ chức giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, khai thác cát trái phép không còn diễn ra ngang nhiên như trước. Nhưng ở nhiều điểm trên các tuyến sông, tình trạng này vẫn diễn ra lén lút, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến các tuyến đê kè sung yếu. Phản ánh của phóng viên thời sự. Kè Nội Lang trên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận xã Nam Hải, huyện Tiền Hải từng là điểm nóng về khai thác cát trái phép. Nhờ sự ra quân quyết liệt của lực lượng cảnh sát đường thủy và công an xã nên tình trạng khai thác cát trái phép tại đây đã lắng xuống. Tuy không hoạt động rầm rộ như trước, nhưng nhiều đối tượng vẫn lén lút khai thác cát tại khu vực này. Điển hình là ngày 13 tháng 4, Công an xã Nam Hải và cảnh sát đường thủy đã phối hợp phát hiện và bắt giữ một đối tượng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định khai thác cát trái phép tại đây. Hiện nay là đối với tỉnh huyện đang đầu tư để xây dựng nâng cấp cái kè Nội Lang thì chúng tôi là tăng cường công tác để tuần tra kiểm soát và bảo vệ cái toàn bộ cái tuyến đê sông Hồng thuộc địa phận xã Nam Hải quản lý. Một mặt nữa là hợp đồng với lái đò người Nam Hải khi phát hiện là sẽ điện chúng tôi bố trí lực lượng quan xã ra để giải quyết kịp thời. Còn đối với xã Minh Tân, huyện Kiên Xương, hiện nay có một mỏ cát được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát diễn ra cả ngày lẫn đêm đang gây bức xúc trong nhân dân. Không những thế, nhiều đối tượng còn lợi dụng tình hình sông nước tiếp cận để khai thác cát tại các khu vực không đúng với vị trí điểm mỏ được cấp phép. Chính quyền xã và cảnh sát đường thủy đã mật phục bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, nhưng tình trạng khai thác cát vẫn lén lút xảy ra. Xã Minh Tân cũng là một xã có số lượng phương tiện khai thác cát rất là nhiều, trên dưới 40 cái phương tiện. Do vậy chúng tôi cũng tăng cường cái phối hợp với địa phương liền kề hai bên bờ sông Hồng để có cái kiểm tra và xử lý nghiêm khắc cái trường hợp mà cố tình khai thác cát sai vị trí cũng như được việc là sai cái giờ quy định theo cái chỉ thị 03 của ban dân tỉnh. Từ đầu năm 2017 đến nay, cảnh sát đường thủy đã bắt giữ và xử phạt 9 trường hợp khai thác cát trái phép. Tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra lén lút tại các địa phương. Để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra mật phục các vị trí điểm mỏ cát, phối hợp với chính quyền xã và nhân dân trong phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hiện nay phải nói là tình trạng khai thác cát trái phép ở trên các cái tuyến sông thì cơ bản được ngăn chặn. Thì chúng tôi đã tổ chức lực lượng chia làm 3 chốt, giải đều trên 101 km tuyến sông Hồng để đảm bảo khi có thông tin về khai thác cát trái phép thì chúng tôi tiến hành kiểm tra và bắt giữ xử lý được kịp thời. Hiện nay trên sông Hồng có 11 mỏ đang được cấp phép khai thác cát trải dài trên 4 huyện, gồm Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương và huyện Tiền Hải. Ngoài khu vực 11 điểm mỏ này đều là khai thác cát trái phép. Các đơn vị khai thác đúng vị trí và thời gian quy định, tức là từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày. Mọi hoạt động khai thác cát về đêm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại trên 3 tuyến sông là sông Trà Lý, sông Hóa và sông Luộc, Ủy ban nhân dân tỉnh không cấp phép khai thác cát trên 3 tuyến sông này. Vì vậy, khi người dân và các chính quyền địa phương phát hiện thấy các hành vi khai thác cát trái phép trên 3 tuyến sông này thì cần báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nằm trong chuỗi các hoạt động ra mắt mạng 4G Viettel được Tập đoàn Viễn thông Quân đội triển khai đồng loạt trên toàn quốc, sáng nay Viettel Thái Bình tổ chức lễ khai trương mạng 4G. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Viettel đã triển khai 350 trạm thu phát sóng 4G, phủ sóng tới tất cả các xã phường thị trấn trong tỉnh, phục vụ nhu cầu kết nối Internet siêu tốc độ. Biểu dương những nỗ lực đóng góp của Viettel đối với sự phát triển chung của tỉnh Thái Bình,
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Viettel tiếp tục nghiên cứu sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng hơn nữa, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu được những tiện ích của mạng 4G. Viettel Thái Bình cần nâng cao chất lượng sử dụng mạng 4G và triển khai đồng bộ các giải pháp giúp nhân dân trong tỉnh chuyển đổi sang mạng 4G. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đông Hưng tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thành viên câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện. 80 thành viên câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện được các bác sĩ của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ bệnh viện Đa khoa Đông Hưng khám, tư vấn sức khỏe và được đoàn từ thiện Nhất Tâm thành phố Hồ Chí Minh cấp phát thuốc miễn phí. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho người khuyết tật trong câu lạc bộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động giúp đỡ, động viên người khuyết tật của các cấp, ngành, huyện Đông Hưng thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn là dự án cộng đồng được khởi xướng bởi Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy, thực hiện thông qua Quỹ khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam. Năm 2017, Thái Bình là một trong 5 tỉnh được lựa chọn để thực hiện chương trình này. Những suất sữa trao đến tận tay các em học sinh tiểu học đang trở thành nguồn dinh dưỡng lành, góp phần giúp các em phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hơn 350.000 suất sữa Famikit được trao cho 18.000 học sinh ở 25 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Kiến Sương, Tiền Hải. Mỗi ngày đến trường, ngoài việc được uống sữa, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, vui chơi, lồng ghép giáo dục. Qua đó, cung cấp cho các em kiến thức về dinh dưỡng và cách rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực. Em thấy sữa đậu nành Famikit có những dưỡng chất là DHA, protein, canxi và vitamin ạ. Em muốn mỗi ngày được uống sữa đậu này để khỏe mạnh hơn và học tốt hơn ạ. Tôi nghĩ rằng chương trình này rất thiết thực đối với lại các em, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học, bởi vì là mang lại cho các em cái dưỡng chất cũng như là về phát triển chiều cao, cân nặng của các em. Sau chương trình này thì tôi nghĩ rằng là nhà trường sẽ khuyến khích các em uống sữa nhiều hơn hàng ngày nữa để bổ sung tốt cho cái việc học tập của mình. Học sinh tiểu học là những đối tượng đặc biệt. Đây là giai đoạn não bộ đã hoàn thiện, trẻ có thể học được rất nhiều nên nhu cầu về năng lượng cung cấp cho việc học tăng lên. Đây cũng là giai đoạn cơ thể trẻ tích lũy những chất dinh dưỡng cần thiết chuẩn bị cho thời kỳ phát triển nhanh chóng thứ hai trong cuộc đời là lứa tuổi dậy thì. Việc sử dụng sữa đậu nành không chỉ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn hàng ngày mà còn đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho sự phát triển thể chất lẫn trí não của trẻ. Năm 2016, sau 4 tháng liên tục uống sữa mỗi ngày kết hợp với các hoạt động vận động ngoại khóa, bình quân các em học sinh tham gia chương trình đã tăng được 2cm chiều cao và 1,3kg cân nặng. Các em cũng đã đi học đều hơn và tinh thần học tập được cải thiện đáng kể. Khi mình đưa sữa đậu nành vào trong học đường thì sẽ giúp cung cấp một cái thành phần, một cái thực phẩm mà có giàu chất đạm. Bởi vì trong đậu nành là có tới 34g protein trong 100g đậu nành. Và thứ hai là ở trong đạm đậu nành thì có đầy đủ các axit amin. Và khi mình đưa cái sữa đậu nành vào trong học đường thì sẽ giúp cho trẻ có được một nguồn đạm có cái giá trị sinh học cao, làm cho trẻ tăng trưởng tốt hơn. Trong năm nay, cái chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em không lớn được Vinasoy tài trợ sẽ tổ chức cùng với Báo Nhi Đồng tổ chức cái giải bóng đá Báo Nhi Đồng toàn quốc cũng như là cái hội thao ở các cái tỉnh được thụ hưởng. Tôi nghĩ là cái việc mà gia tăng thêm cái phần luyện tập về thể dục thể thao cho các em nó sẽ hỗ trợ tiếp cho việc cung cấp dinh dưỡng lành cho trẻ em càng ngày càng được tốt hơn. Bổ sung dinh dưỡng lành mạnh cho học sinh tiểu học, đặc biệt là dinh dưỡng từ đậu nành, được xem là giải pháp toàn diện, hợp lý cho sự phát triển của trẻ. Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng đề án sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.